Một phố đi bộ Nguyễn Phúc Chu. Ở nơi đây có mang nét cổ kính, xưa cũ nhưng lại gợi cảm giác thân quen, yên bình tới lạ thường. Có thể nơi đây không xa hoa trắng lệ, không được rực rỡ sắc màu của những ánh đèn lung linh, nhưng chắc chắn một điều rằng đây là một khung cảnh lãng mạn cho các cặp đôi để hẹn hò. Các bạn sẽ thích không khí ở đó ngay thôi. Đối với những cặp đôi không thích ồn ào thì nơi đây là một địa điểm hoàn hảo. Hai phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu nép mình bên dòng hương thơm ngậu. Đến đây du khách không chỉ ngắm Huế về đêm mà còn có thể trải nghiệm và hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn và độc đáo, như tượng người do các nghệ sĩ hóa thân, âm nhạc đường phố, vẽ tranh chân dung, tham quan các gian hàng lưu niệm. Bạn cùng người ấy có thể thử ẩm thực Huế với những món ăn đặc trưng, thú vị. Bạn cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái và bị thu hút bởi âm nhạc đường phố nơi đây, một nét đẹp mang hương sắc diệu kỳ. Ba phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Phố cổ ngõ nhỏ nhà em ở đấy. Ở Hà Nội có phố đi bộ quanh Hồ Gươm thu hút du khách địa phương và quốc tế nhé. Với thời tiết đẹp đẽ và dễ chịu, các cặp đôi có thể dẫn nhau tới đây tận hưởng cái tiết trời se se lạnh vào thu. Hay mùa đông lạnh lẽo, đi dạo ở phố đi bộ, tay trong tay cùng người ấy thì lạnh lẽo chẳng còn là bao. Quả thực là thú vị đúng không nào? Các cặp đôi nên thử dù chỉ một lần nhé, âm nhạc đường phố cũng là một trong những điểm nhấn của phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Bốn phố đi bộ Trần Phú. Phố đi bộ Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh được đi vào hoạt động từ cuối tháng 5 năm 2015. Phố đi bộ Trần Phú là tuyến phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn thành phố Móng Cái. Cũng là tuyến phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cứ vào mỗi buổi tối từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần, con phố đi bộ Trần Phú lại tấp nập, đông vui, nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt rất đông của người dân và du khách. Rong ruổi trên phố đi bộ đông người qua lại, thi thoảng các cặp đôi có thể dừng lại ven đường để mua đồ lưu niệm, chụp ảnh kỷ niệm, tham gia những trò chơi đặc sắc. Chưa hết, ở phố đi bộ Trần Phú còn có nhiều món ngon hấp dẫn du khách, ôm chân trắng, giò, ruốc được chế biến từ lợn Móng Cái, khoai lang Bình Ngọc, wifi miễn phí, thử hỏi ai mà không muốn đến cơ chứ. Khung cảnh lãng mạn nơi đây rất phù hợp cho các cặp đôi muốn thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc đó. Năm phố đi bộ Nguyễn Huệ. Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh, Hiệp Phú, quận 9, Hồ Chí Minh. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một nơi vô cùng thú vị và mới mẻ với các cặp đôi. Vào ban đêm, nơi đây trở nên lung linh, mơ ảo bởi những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Càng tuyệt vời hơn, ở ngã tư Nguyễn Huệ Lê Lợi và Nguyễn Huệ Mạc Thị Bưởi được bố trí hai hồ nhạc nước kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật nhìn là thích liền. Toàn bộ công tác vận hành phố đi bộ gồm hệ thống phun nước có nhạc kết hợp ánh sáng, phun sương, hệ thống đèn tín hiệu và camera giám sát đều được điều khiển trong phòng điều khiển dưới lòng đất bên dưới đường Nguyễn Huệ. Ánh sáng đèn LED liên tục quét, tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt. Cứ thử tưởng tượng nhé, sẽ thật tuyệt nếu như bạn nắm tay cô ấy, anh ấy đi trên con đường ngập tràn ánh sáng lung linh ấy, bạn và người ấy sẽ cảm thấy rất vui đúng không nào? Không khí hẹn hò của cả hai sẽ trở nên thú vị, thoải mái và lãng mạn hơn bình thường rất nhiều. Bạn có thể con cô gái của bạn đi một đoạn rong ruổi, cũng có thể là nắm tay cô ấy đi trong đám đông. Mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt rồi. Đây chắc chắn là một điểm đến thú vị cho các cặp đôi đó, một không gian đơn giản nhưng cũng hết sức đa màu sắc, phong phú.